6 bài học từ mẹ Teresa mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống. Một, khiêm tốn. Chúng ta có thể thực hành bài học này bằng cách nói về mình ít nhất có thể, lo công việc của mình, tránh tò mò, chấp nhận các nghịch lý và vui vẻ sửa đổi, bỏ lơ các sai lầm của người khác, chấp nhận bị tổn thương, bị chế giễu, chấp nhận bị khinh, bị ghét, bị quên, hiền lành và dễ thương dù bị khiêu khích, không làm hại nhân cách của ai, luôn chọn làm điều khó nhất. Nếu bạn khiêm tốn thì không có gì có thể đụng đến bạn được, khen cũng như chê, vì bạn biết bạn là ai. 2. Làm ngang sức của mình. Sống đơn giản để người khác cũng có thể sống đơn giản. Chúng ta có cảm nhận những gì mình làm chỉ là một giọt nước trong lòng đại dương, nhưng đại dương sẽ khác đi vì có giọt nước này. Tôi làm những chuyện mà bạn không thể làm, bạn làm những chuyện mà tôi không thể làm. Cùng nhau, chúng ta có thể làm những chuyện cao lớn. 3. Đừng xem tất cả là nghiêm trọng. Con người thường phi lý, mất lý trí, ích kỷ, chỉ nghĩ về mình. Dù vậy cứ thương họ. 4. Đừng nhấn mạnh đến lỗi lầm của người khác. Tình yêu mãnh liệt không đo đếm, là như không. Tôi khám phá một nghịch lý. Nếu bạn yêu cho đến đau đớn thì không còn đau đớn, chỉ còn tình yêu. Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo là không có ăn, không có mặc, không nhà ở. Cái nghèo lớn nhất là bị bỏ rơi, không được yêu, không được chăm sóc. Chúng ta phải bắt đầu sửa loại nghèo này trong chính nhà mình. 5. Luôn lịch sự dù ở trong tình trạng nào. Khi gặp nhau luôn có nụ cười là khởi đầu của tình yêu. Cho vợ chồng, cho con cái mình, cho người láng giềng tình yêu, đừng bao giờ để ai đến với mình mà khi họ ra họ không tốt hơn, không hạnh phúc hơn. Nếu bạn phán xét người khác, bạn không có thì giờ để thương họ. Một đời sống không sống vì người khác không phải là một đời sống. 6. Chọn con đường khó nhất. Đừng hài lòng chỉ đơn giản cho tiền. Tiền không đủ, tiền là của cải mình có thể làm ra, nhưng tình yêu phải được nhận như một món quà. Hãy tỏa lan tình yêu nơi nào bạn đi qua. Đừng chờ ở các người điều khiển, cứ làm một mình, từ người này qua người kia. Trung tín trong từng việc nhỏ, vì sức mạnh của bạn ở trong chính những việc nhỏ này. Đụng đến người gần chết, người nghèo, những người ở một mình, những người không ai mong muốn tùy theo ơn mình nhận, đừng bao giờ ngần ngại hoặc chậm chạp khi làm công việc khiêm tốn này. Theo Mata An. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.